Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình ha. Bên con hôm nay có 12 lô sứ thái ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị ạ. Và con xin được chia sẻ thêm là bên con có cung cấp phân dơi nữa ha. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Con bán một túi như vậy là giá 20.000. Nếu mà mình cần xài số lượng nhiều hơn thì bên con có bán dạng ký nữa. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ ha. Đây là con bán một lô 6 cây, 6 giống ha. Một lô 6 cây là giá 400.000. Rồi bắt đầu lô số 1. Lô số 1 là mình có cây lạc Long Quân. Cái này con vô thùng 9 có, thùng 8 có ha. Cây lạc Long Quân, cây mình là 6 bo. Đây là lô sứ củ tầm trung thôi ha. Củ nó khoảng bằng cái lon sữa 900 gram có. Rồi nó củ nhỏ hơn cả lon sữa 400 gram cũng có nữa. Củ lớn nhỏ lộn xộn con đưa vô con bán lô ha. Rồi cây lạc Long Quân hoa dạng cánh kép màu hồng. Và Vinh Hoa. Vinh Hoa là hoa dạng cánh kép. Cây Vinh Hoa là 7 bo ha. Cái này con chỉ nói bao nhiêu bo thôi ha, với giống của cây tên gì. Rồi rồng vàng 3 bo màu vàng dạng cánh kép. Ngọc Băng 5 bo. Hoa màu trắng dạng cánh kép. Long Thành 3 bo hoa màu đỏ 3 lớp. Khôi Nguyên đỏ 3 lớp. Cây 5 bo. Lô này là lô số 1. 6 cây 400 ngàn. Và đây lô số 2. Lô số 2 mình có cây Minh Thi. Cây Minh Thi 2 bo ha. Và cây màu tím 4 bo. Cây này hai giống tím với Khôi Nguyên, tím màu tím than dạng cánh kép, Khôi Nguyên 3 lớp màu đỏ 4 bo. Kim Lân 3 bo hoa dạng cánh kép màu đỏ. Và Huyết Rồng màu đỏ. Cây Huyết Rồng là 4 bo. D5 dạng cánh kép. Cây D5 là 7 bo. D bo củ, D5 củ rất to ha, củ khoảng hơn 2 gang tay con luôn. Và cây này là rồng vàng. Cây rồng vàng màu vàng dạng cánh kép, cây 4 bo. Rồi. Lô này số 2, 6 cây 6 giống, 400 ngàn. Và đây lô số 3. Lô số 3 có cây Kim Lân. Cây Kim Lân 3 bo. Và cây này rồng vàng. Cây rồng vàng 4 bo. Và cây màu tím than dạng cánh kép 3 bo. Cây D5 4 bo. D5 là dạng cánh kép. Vinh Hoa. Cây Vinh Hoa là dạng cánh kép luôn. Cây Vinh Hoa 3 bo. Và cây này là Kỷ Nguyên 5 bo hoa màu đỏ. Lô này số 3, 6 cây 400 ngàn. Và qua đây là lô số 4. Lô số 4 là mình có cây rồng vàng, màu vàng dạng cánh kép, cây 4 bo. Cây hồng ngọc 4 bo, hoa dạng cánh kép màu hồng. Kim Lân. Cây Kim Lân là 3 bo, hoa dạng cánh kép màu đỏ. Hot Girl màu đỏ 2 lớp, 3 bo. D5 dạng cánh kép 5 bo. Kim Anh hoa dạng cánh kép màu cam có gân, cây 3 bo. Lô này là số 4, 6 cây 400 ngàn. Qua đây là lô số 5. Số 5 mình có cây Kim Lân. Cây Kim Lân 3 bo dạng cánh kép màu đỏ. Cây Anchacin hoa dạng cánh kép màu đỏ cánh có viền, cây 7 bo. Huyết Rồng cây 3 bo hoa màu đỏ. Và cây này hay giống Candy Khôi Nguyên cây 4 bo. Cây này hồng ngọc hoa dạng cánh kép màu hồng 3 bo. Và cây Kỷ Nguyên hoa màu đỏ cây 5 bo. Lô này là số 5, 6 cây 400 ngàn. Đây lô số 6. Số 6 mình có cây Hot Girl. Cây Hot Girl 2 lớp màu đỏ, cây 3 bo ha. Và cây D5 hoa dạng cánh kép, cây 4 bo. Candy
hoa dạng cánh kép, cánh viền hồng, hoa vàng, cây ba bo, huyết rồng màu đỏ, cây ba bo luôn. Vinh hoa, hoa dạng cánh kép màu hồng, sọc, cây bốn bo. Tường, cây này là Minh Thi, Minh Thi 12 ha. Cây này là ba bo. Lô này số 6, 6 cây 400 ngàn. Ở đây lô số 7, lô số 7 có cây hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây ba bo. Khôi nguyên, cây này khôi nguyên và rồng vàng, khôi nguyên màu đỏ, rồng vàng màu vàng, hoa ba lớp, cây bốn bo. Cây này Reti Lady, hoa dạng cánh kép màu vàng, cây 6 bo. Vinh hoa, dạng cánh kép, cây ba bo. Cây màu tím, hoa màu tím than, dạng cánh kép, cây 6 bo. Và cây này là Kỷ Nguyên, cây màu đỏ, 4 bo. Lô này là số 7, 6 cây 400 ngàn. Ở đây lô số 8. Lô số 8 mình có cây rồng vàng, 3 bo, hoa dạng cánh kép màu vàng. Siêu bông, hoa màu đỏ, cây 6 bo. Hot girl, hoa hai lớp màu đỏ, cây hot girl 6 bo. Hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây 3 bo. Và cây màu tím than, dạng cánh kép, cây 5 bo. Cây long thành, hoa ba lớp màu đỏ, cây 3 bo. Lô này số 8, 6 cây 400 ngàn. Số 9, số 9 là Kim Anh, hoa dạng cánh kép màu cam, có gân, cây 4 bo. Cây Kim Anh là củ quái, dáng nằm ha, hơi quái. Và ở đây khôi nguyên, ba lớp màu đỏ, 5 bo. Rồng vàng, hoa dạng cánh kép màu vàng, 3 bo. D5, dạng cánh kép, cây 3 bo. Hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây 2 bo. Và cây này hai giống Candy và tím, màu tím than, dạng cánh kép Candy, hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng. Cây mình 6 bo. Lô này là số 9, 6 cây 6 giống, 400 ngàn. Qua đây là số 10. Số 10 có cây hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây 4 bo. Và đây là D5, hoa dạng cánh kép màu hồng đậm, cây 4 bo. Và cây màu tím than, hoa dạng cánh kép màu tím than ha, cây 3 bo đang cho nụ nè. Và qua đây là cây hot girl và candy. Hot girl, hoa hai lớp màu đỏ, candy, hoa dạng cánh kép màu vàng, cánh viền hồng, cây 5 bo. Cây tường quang, hoa màu đỏ, ba lớp, cây 5 bo. Long thành, hoa ba lớp màu đỏ, cây 3 bo. Lô này là số 10, con bán 6 cây 6 giống, 400 ngàn. Đây lô số 11. Lô 11 mình có rồng vàng, cây hoa dạng cánh kép màu vàng, 4 bo ha. Và cây màu tím than, hoa dạng cánh kép màu tím, cây 3 bo đang cho nụ. Và cây đại hồng bích, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng, cánh viền hồng, cây 3 bo. Kỷ Nguyên, hoa màu đỏ, cây 5 bo. Kim Lân, hoa dạng cánh kép màu đỏ, trong trắng, cây 4 bo. Và hồng ngọc, hoa dạng kép màu hồng, cây 3 bo, tựa nhiều, xum xuê luôn. Lô này là số 11, 6 cây 400 ngàn. Và đây lô số 12. Lô số 12 mình có cây Kim Anh. Cây Kim Anh này vô vỏ 10 luôn. Củ nó khoảng hơn 2 gang tay con. Cây Kim Anh này là nó 6 bo. 6 bo có 4 bo, 5 bo dính rồi 1 bo ghép lại ha. Cây Kim Anh, hoa dạng cánh kép màu cam có gân. Và cây này hai giống Vinh Hoa, dạng cánh kép trắng sọc, dạ khúc, hoa dạng cánh kép luôn, màu hồng, sọc tím. Cây 6 bo. Cây này rồng vàng, hoa dạng cánh kép màu vàng, cây 5 bo. Khôi nguyên, hoa màu đỏ 3 lớp, cây 3 bo. Và cây này D5, dạng cánh kép cây 4 bo, củ hơi quái ha. Rồi qua cây này là Ngọc Băng, rồng vàng, Ngọc Băng hoa dạng cánh kép màu trắng, rồng vàng, màu vàng.
những nhánh kép cây ba bo. Rồi lô này số 12, 6 cây 6 giống 400.000. Dạ bên tụi con á, là chuyên cung cấp phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị mình yêu thích hoa sứ Lê Giai thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và mình bấm nút đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn ạ.